Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý chị. Chiều ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với anh Một Đồng đang có mặt tại thành phố Vĩnh Long của tỉnh Vĩnh Long. Thì theo được biết có một cái hoàn cảnh khá là lạ cô bác quý chị. Đó là một ông cụ sống ở trong một cái nhà mồ, và đặc biệt là ông nằm cứ ở trong cái ngôi nhà mồ này đó. Hàng xóm cho biết được rằng ông đã đào sẵn cái huyệt mộ cho mình. Và cái huyệt mộ này ông khi mà ông nói là ông mất á, là ông chỉ cần là một cái chiếc chiếu để xuống cái ngôi mộ là xong. Không biết vì sao ông lại chọn một cái cuộc sống lạ gùng gợn như vậy. Thì bây giờ Bùi Hồ với Một Đồng mời cô bác anh chị cùng vào cái khu vực hẻo lánh bên trong này ha. Anh Một Đồng nãy đi thấy là sợ sợ không? Đúng rồi. Cái đường thì rất là vắng cả nhà. Thì hôm nay là lần đầu tiên mà mình bước chân ở đây đâu em? Vĩnh Long đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Thì lần đầu tiên mình đến đây thì biết được cái cuộc sống của ông lão vậy. Thấy ông ở đâu? Thôi để vào bên trong đi, chia sẻ cho cả nhà được hiểu thêm nha. Hiện nay chú đang sống trên cái nhà mồ như thế nè. Và không tiện để mình quay những cái ngôi mộ nha. Dạ. Bác ơi. Dạ. Rồi rồi. Dạ con chào chú. Dạ chú mặc áo vô đi chú. À, đây là một cái ngôi nhà của chú ha. Ôi trời, cái cửa sổ. Để qua và để lại luôn. Dạ chú mặc áo vô đi chú. Ngôi nhà khá là lạ ha. Ở trên này giống như một cái ngôi nhà luôn á. Có những cái miếng bạc nè. Mùng nè. Một cái giường. Giường chú nó gạch nè. Mấy chú là chi vậy mấy chú? Dạ con chào chú. Tại con biết được cái hoàn cảnh của mình đó. Dạ. Là chú nghe nói chú sống ở đây cũng lâu rồi hả chú? Dạ. Con chào chú nha. Dạ. Dạ chú dặn cái tivi vợ nhỏ của con tí. Chú ba là sống đây lâu chưa? 5 năm rồi hả? 5 năm rồi. Dạ. Chú ba có vợ con gì không chú ba? Có mà vợ lớn chết. Dạ cho con đeo cái mic vô thu gõ chú ba. Dạ. Chú ba năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 73. 73 tuổi rồi. Dạ. Chú ba có nhà cửa gì không mà vô đây sống? Không chú ơi. Không có nhà cửa hả? Dạ. Hồi 2004 tới giờ tôi đi làm không có nhà cửa chứ. Làm thành phố á. Dạ. Tôi đi về mua bán nha chai lâm dịch á. Vì chắc chắn bán thời gian có bà con nha. Rồi tôi quay về đây 2019 tôi bệnh. Qua cơn dịch tôi bệnh luôn tới giờ này. Bệnh gì hả chú ba? Tôi bệnh hình như sốt tay liệt hay là tay biến gì vậy. Dạ. Liệt đi không nổi. Dạ. Giờ còn yếu xìu đi không nổi, tay chân quéo mẹ chứ. Không có lao động gì được hết. Không lao động được. Mấy em dạ. Này không lao động, tay chân quéo vậy chứ. Dạ. Chú có nói là có vợ mà mất lâu rồi. Dạ có mất rồi. Có con không chú? Có hai thằng trai. Nó cũng nghèo đi mà mướn thuê sống. Ở đây là đất đất ngôi... của ông bà. Của ông bà của mình hả? Dạ. Rồi về không có, mình dọn vô đây mình sống 5 năm rồi. Dạ. Nó ngay nhờ cái cô chủ nhà đó kêu ở chứ. Còn không kêu chắc cũng không dám ở, cũng không cho nó vợ. Dạ. Có cái chòi ở. Dạ. Rồi cô ra thôi vô đây ở đi, có mình nên là vô đây ở đi, khỏi cất. Dạ. Tôi ơi, ở là 5 năm rồi, 2019 tới giờ này. Dạ. Lúc trước chú mua phế liệu ở Sóc Trăng. Ở Sóc Trăng rồi về đây có mua thời gian nữa. Rồi cái nó bệnh luôn, cái liệt 2 năm nay rồi chú. Hai đứa con của chú có chu cấp về cho chú không? Không. Có thằng ở bên Phú Lộc nó cũng gọi nó qua, nó cũng nghèo lo cho con, vợ nó cũng chết rồi, cũng mới đây nè. Dạ. Rồi lo cho con không cũng quải lắm rồi. Dạ. Tôi giờ thiệt mấy chú á, thì sống thì cũng đơn thân rồi, cần tiền để mua thuốc uống hàng ngày thôi. Ừ. Chứ không biết chết lúc nào. Dạ. Đôi lúc không có tiền mua thuốc uống không phải chịu rồi. Ừ. Rồi sáng cái nói cái bà con nó cho 5-30 gì đó thuốc uống. Dạ. Tôi lên cơ bất tử lắm, lên cơn mệt á. Trời trái gió mệt. Chú nói là chú năm nay là nhiêu con quên rồi? Tôi 73 rồi. 73. Chú Thịnh á. Dạ. Rồi chú sống ở đây nấu ăn nấu uống làm sao? Điện nước sao? Điện nước thì có nè. Nhiều khi làm không nổi. Đi té qua, đi ra đây té chạy tay chân. Đi toilet á. Đêm á. Cái nhỏ em này thì thường thường nó nấu nó cũng cho ăn.
Cơm thì tự tôi nấu, do của mẹ thì được cái tay thì sao do quê quê mẹ nó bắt lên nấu thì nướng ra ăn tối ngày, có khi ăn nó không nổi nữa. Ăn mì gói. Tay chú là bị gì? Thì cũng như bị năm lúc nó bị tai biến á, giống như tai biến vậy. Bóp vô không được rồi nè, nó dậy rồi băm băm vậy rồi á. Giờ quần áo vậy rồi. Giờ chú mất rồi đó là chú ở tới giờ luôn. Dạ tới mất. Chú thôi dạ tôi trước khi mà mất mà cái thôi 2004 luôn mà. Tôi Sài Gòn tôi làm. Dạ tôi trong Tân Lộc nữa. Thứ nhất là có nhiều chỗ, nhiều nơi, tại sao chú không tìm để ở mà chú tìm vào một cái khu nhà mộ như thế này? Bởi vì cái hoàn cảnh cũng không biết đưa đẩy mình sao, chú nói thật mà nói, đất đã của ông bà. Rồi thời gian tôi sống thì ở bây giờ không, tôi gặp cái trường hợp thành ra nó cũng hơi khó khăn cho tôi quá đi. Cho nên đất này nó của ông bà ngoại tôi. Rồi thành ra anh em tôi ở đây. Rồi mới về đây để nương náo sống sao, mình có chết á cũng có đất rồi mình chôn. Cảm mình nương náo vậy đó. Mà giờ cũng có cái trời ở rồi nhỏ này mấy đứa em nó cũng đồng ý cho cái trời đó, rồi nhỏ này nó kêu thôi cắt trời chi cho tốt nữa, ở cho trời ở vô đây không sợ ma, vô đây ở đại đi ở. Mấy đầu giờ sợ lắm chú ơi, trời mưa gió đêm hôm ghê lắm. Đều phải chịu gắng ở thôi. Chú sợ thấy trong sao chú? Dạ. Sợ là sao? Đêm mưa gió nè, lạnh lẽo, lạnh lẽo rồi lớp chuột rồi lớp mèo ở cảnh trong trong lên chân không có cửa nẻo gì đâu, ghê lắm. Liều gắt bớt bụng ở thấy giờ nó quen rồi. Hôm nay lúc mưa cũng sợ thấy mồ. Hôm nay chú ăn cơm gì á? Nhà em mới cho miếng thịt nó kho nó cho gà. Ừ. Mấy gà kho ăn nước tương thôi. Còn thấy cái giường của chú là kê những viên gạch là do nước ngập hay sao chú? Kê cho nó cao lên. Ở dưới này nó ở dưới này hình như nó hầm. Dạ. Kê cho nó cao thoáng gió một chút. Dạ. Từ đây lúc là... tới giờ chú ở đây nè. Dạ. Thì chú có thấy những cái vấn đề nào mà bất thường ở vị trí ở đây không? Có. Cũng như là lúc đầu mà chú nói là chú đến đây thì cũng là cái sự ép buộc thì chú sợ lắm. Dạ. Những cái khoảnh khắc mà chú thấy được, chú sợ được thì như thế nào chú có thể chia sẻ cho mấy anh em con biết được không? Có người hình như cái dí á thì coi như cái người này nè, cái người chết rồi này nè. Dạ. Là cái người này em của tôi. Dạ. Nhát tôi mấy lần, hai lần tôi dái. Dạ. Tôi nói tôi không hoàn cảnh, tôi khó khăn, không cho ạ. Thôi để cho anh ba ở đậu đừng có nhát, tao tội nghiệp tao sợ quá mày ơi, giờ tao đơn thân rồi mà đạn lúc mưa gió tao ở đâu bây giờ, lần trước lần sau nè nhát hai lần thì thôi chúng ta giờ không có nhát nữa. Chắc thấy anh mình cũng khổ. Dạ. Tụi con này đến đây để chia sẻ thức phim này về hoàn cảnh của chú ba thôi. Dạ. Để cho con cô chú anh chị ủng hộ để cho chú ba đỡ vất vả. Dạ. Không có ý gì khác mà chú ba ở đây là tắm rửa thì sao? Có cái toilet mà này chú ba đi được ha, thì đi lâu phút được cũng té thấy mồ có gậy cái gậy ha. Dạ, còn múc nước vô đây xài, như gặp mấy đứa nhỏ múc nước vô đây xài nấu cơm. Ừ. Ráng rửa ra ngoài đi toilet ngoài đó. Ở đây là nước này sinh hoạt mình để hả chú ba? Dạ, nước đó là múc xài á, nấu uống. Dạ. Dạ. Trời ơi gối nè anh đi, một đồng thường đi cũng té hoài gì đi cũng ráng mà rửa chứ sao vậy. À, có cái toilet ở ngoài này nè. Dạ. Toilet này xây lâu chưa chú ba? Cũng mới hồi tôi mới về đó. Ừ. Dạ. Xây được cái toilet để chú ba tiểu tiện cho nó dễ ha. Dạ. Tắm rửa ngoài này luôn hả chú? Dạ, lúc có trước còn mạnh á thì không sao, sau này nó yếu rồi đó. Bây giờ đi là mà lỡ mưa thì cũng khó khăn ha. Dạ. Đây thì không phải nói chứ quen biết sao không biết nữa. Dạ. Nhưng mà toilet nằm với cái chỗ chú ở rất là xa luôn á cả nhà. Dạ. À, ban đêm ban hôm là phải lội đi một cái quãng đường như thế này, nếu mà một người sợ sệt ở trên nhà mồ này thì chắc có lẽ ban đêm không dám đi tiểu luôn á. Dạ. Mà đúng là mấy đứa cháu cũng cắm cái bô. Dạ. Con thấy có cái bô. Mà trường hợp mà đi khó khăn quá thì đi trong bô rồi sáng đổ. Ừ. Chứ không cho đi ngoài rồi té, không ai hay. Thì đi trong cái bô đi. Thành ra cũng có chuẩn bị, như lúc nào mà đi nói đi, còn nào lúc nào liệt thì tính sao. Con nghe nói là chú ba có chuẩn bị trước cho mình cái sự ra đi của mình hả? Có. Cái cô này có xây cho chú cái kinh tỉnh đó rồi đó. Xây trước lúc chú hấp hối đó, chú bệnh nhiều lắm đó. Năm kia, năm kỳ vậy đó, chú bệnh nhiều lắm đó. Xây cho chú sẵn rồi đó. Xây sẵn rồi đó. Dạ. Nãy giờ không qua đây.
xây ngay bên đó, đó bên đó xây cẳng vậy đó. Dạ. Bên đó nè hả chú ơi? Cặp đây nè. À. Cặp sát với cái màu này nè. Dạ. Nó xây cái cẳng rồi đó. Biết rằng là cái kim đỉnh này là nghĩ là chú. Để mà sau này sao mà chú ba có mất thì chỉ xuống đó thôi. Dạ. Tại vì lúc trước đây chú ba yếu quá đúng không? Dạ yếu quá, đi coi như là bị bệnh rồi, hình như coi như là chắc tiêu chứ không nói là sống nổi, mà còn sống sót đây rồi cũng nhờ ăn trên thôi, quả uống thuốc gì chúng nó hết chứ cũng liệt đi không nổi luôn mấy tháng trời luôn. Sao vì chú ba sợ hả? Không, không sợ, bởi vì coi như cái tuổi mình cao hơn nữa, thấy cái mình đơn thân quá cũng không sợ gì cháu. Chứ phải mình có gia đình thì kiểu như còn thấy mình giờ mình thấy buồn quá đi, thôi chết cho rồi, sống mình chỉ thấy cũng khổ cực mình nên. Dạ thì tuổi chú ba xây như vậy chú đang nghĩ là rất là hạnh phúc. Dạ. Vì biết được ngày hôm sau mình không có còn ở thế gian này nữa. Dạ. Cũng vẫn có được một cái nơi ở, tức là gọi là cái ăn mộ nghỉ. Yên mã đẹp. Dạ. Nơi an nghỉ cuối cùng của chú. Yeah. Chúng đã biết rồi. Yeah. Còn đối với những người mà ví dụ có được cái cuộc sống chú ba. Yeah. Thì xây như vậy thì họ rất là sợ. Yeah. Sợ lắm. Là cũng xây mấy năm nay rồi. Xây mấy năm không rồi quên nữa. Không quên, không nhớ. Hình như cũng không lâu đâu, mới đây chứ không lâu đâu. Dạ. Rồi cứ tối là thui thủi trong này mình ơn á. Dạ. Điện rồi có đủ ánh sáng không? Đó, có cái đèn đó hả? Đèn nó sáng đó, có cái bóng đèn đó, đốt rồi đó. Dạ. Sáng. Chiều thì chú ba đi thắp hương rồi. Chiều không có thắp hương rất sáng. Ừ. Đi có bữa đi không nổi thì luôn không đi nổi thôi. Bữa nào thì thấy khỏe là đi. Có khi đi tay chân đốt như gì nó rung. Giờ đốt, đốt quẹt, nó quẹt, nó rung. Đi nó té là té xuống rồi đi. Bữa nào khỏe rồi đi. Mấy ngày như bệnh quá không tìm mua thuốc nữa. Rồi ở đây ăn uống là sao? Thì ăn uống ăn lứt tư là thường đó. Như cái cô này có trang hoa hoàng ta có tài trợ đó thì gửi mua, mà không có thì ăn lứt tư suốt. Thấy một đời của chú ba là gài đây mai đó cũng kiếm được công ăn việc làm. Dạ. Tự nhiên cái dịch bệnh cái sao đó dịch bệnh của tôi bệnh luôn á. Cái yếu luôn thì yếu chú luôn. Ba thấy tự nhiên mình thấy mình hụt hẫng dữ không? Hụt lắm. Tôi đi bán ngày phế liệu sống được lắm. Bởi vì mình thấy già đó, bà con mà cũng cho nhiều hơn là cái mua. Phế liệu mua kiếm bữa cũng được trăm, năm mấy chục. Sống mình ở thì phải bệnh xuống cái lớp nào thuốc này kia, cái thua. Một năm mấy, hai năm nay rồi, hơn hai năm nay rồi đó. Mà không vô tiền, nhờ tài trợ con ở dưới của bác, thương ta cho. Mua thuốc uống, người cho 50, 30, 100 gì đó. Một số không có chắc cũng tiêu rồi, không có thuốc là coi như rồi, thở mấy bữa ngày nó mệt, thở mệt cũng chết, không có tiền mua thuốc nó mệt cũng chết luôn. Thuốc đó là bắt chú ba đi bác sĩ hay là thuốc tư hả? À, như bữa nào nó mệt quá thì đi bác sĩ tư rồi, ở cả ngang trong dâu đó, còn không thì đi mua thuốc uống đó rồi nó hết thì thôi, tìm hơi mà chứ đúng có tiền đi khám mà mình trị bệnh nó cũng đỡ, này không có, đâu có tiền mà khám trị bệnh gì chứ, thì uống cầm hơi chừng nào đi chứ sao bây giờ. Mà chắc cũng không lâu đâu cũng đi rồi. Đôi lúc ra thở mệt cũng chết luôn. Sáng, chú ba sẵn sàng đón nhận mà. Sẵn sàng đón nhận rồi, tôi không buồn, tại tuổi của mình nó tới rồi. Chú ba cảm nhận vậy luôn hả? Dạ, không có buồn phiền, bây giờ chỉ có cầu mong thì nhà tài trợ cô bác cho chút đỉnh tiền uống thuốc ngày nào sống ngày nấy thôi. Nói thiệt, trời phải 500, vài chục ngàn uống thuốc hàng ngày, sống hàng ngày đó. Không thuốc rồi chết, chết rồi, thở không được. Mệt lắm. Đối với tuổi của chú ba thì con cũng gặp rất là nhiều cô chú. Yeah. Mà sau khi đến qua cái tuổi 60 rồi, yeah, 70 rồi đó. Yeah. Con hỏi câu là cô chú có ước muốn gì không? Yeah. Thì chắc có lẽ cũng chú ba cũng giống vậy, già đâu có ước muốn gì. Không muốn gì trơn chú ơi. Không có muốn gì đâu thiệt. Nhưng mà mình muốn sao mà mình tôi ước con cái là ví dụ chết thì con người thờ cúng mình là được. Mình chết chỗ này chắc mai thờ cúng chết rồi nó bỏ, không biết mấy đứa này có cúng không, có thờ không. Coi như là chú ba nằm ở đây đúng là theo cái câu mà nằm ở đây mà chú ba chờ ngày ra đi đúng không anh Một Đồng? Chờ ngày ra đi thôi chứ mày đi làm sẵn hết trơn rồi.
mà chắc cũng chuẩn bị tiêu, mà tiêu nó chưa tới giờ đi mấy cháu, chắc đi mấy lần rồi mà đi không được á, đi nó nắc thở mấy lần rồi. Đối với nhiều người con cũng gặp lớn tuổi á, thì nói với kỳ về cái chuyện đó đó, thì sợ, nhưng mà con không biết là chú ba đã hiểu gì, chú ba con người của ba, chú ba rất là con người sẵn sàng đón nhận, coi cái việc đó là nhẹ nhàng, mà không có nhiều người như vậy, có nghĩa là người ta không có nhiều người nghĩ như chú ba là có sinh là có tử, và sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường, mà chú ba không biết vì đâu mà cái không biết trong cái tư tưởng suy nghĩ của chú ba vì sao chú ba lại suy nghĩ được như vậy. Chứ tôi giờ cũng không ao ước, chỉ ngại đó là vấn đề mình chết không có ai cúng quải mình không đó, là có gì không đó, chơi trọ thấy cũng buồn cái đó thôi, chứ ngoài ra không có. Chú ba còn hai người con mà. Hai người con mà không biết có tưởng nhớ tôi không biết, mà không có ra, ít có ra thăm nó, không có ra nữa. Nhưng mà chú ba thấy chú ba lạc quan á, có nghĩa là chú ba vẫn cười tươi dù sống trong, đang trò chuyện ở trong một cái bối cảnh rất là âm u như thế này ha. Dạ. Mình bây giờ hỏi chú, bây giờ tuổi tôi đã già sẽ chiều rồi, rồi bây giờ mình nghĩ mình buồn cũng ít lợi cho mình, và tại vui ngày nào ngày nấy được. Mình cứ là coi như tự nhiên ha. Cái gì nó đến sẽ đến với mình thôi, chứ mình ước cũng không được, mình muốn cũng không khỏi đâu. Bây giờ tôi nói với chú vậy thôi, đời của tôi đã tàn còn phi không nữa. 73 tuổi mà tôi yếu chịu đi cũng được, không biết chết ngày nào rồi. Thật mấy chú đó, bây giờ chỉ cầu mong là xin nhà tài trợ cháu đỉnh uống thuốc ngày nào hay ngày nấy thôi, nó thiệt chứ không biết là mình nếu tối nay không chừng đi cũng không chừng, biết không, tuổi của mình mà đâu biết được, mệt mà nó mệt nó đi à, phần sức khỏe tôi không có nữa chứ mình đâu có biết là mình sống được bao nhiêu năm đâu, bao nhiêu ngày đâu. Ở đây là trên đoạn đường vắng, cái khoảng mà ở ngoài lộ vô đây cũng tầm 200 mét, thì một cái đoạn đường mòn như thế đó, thì chú đây có tiền thì mua thuốc và cũng như mua thức ăn nè, thì ai sẽ là người đi mua cho chú? Xe Honda, Honda ôm á. Là chú tự kêu hay sao? Dạ có số điện thoại mình kêu. Có số điện thoại rồi. Nó trả, ví dụ mua đồ chú ngoài chợ anh em 10.000. Thì mua đồ. Tức là chú sẽ gọi xe Honda lại đây về, chú ngồi lên xe Honda đi. Không có đi nữa, đi nổi đi té chứ. Mua đồ giờ ăn dùm, anh hiểu không? Tức là tự giao cho xe đa ôm đi mua luôn. Dạ, nó mua cho em, nó giao cho mình, chứ đi ngồi không nổi. Có nghĩa là chú sẽ gọi ông đó, hôm nay là đi dùm mua bó rau, hay là trao bầu, trao bí, hay là con cá, vậy đúng không chú ba? Đúng, mua thuốc uống vậy đó. Xe ông đa nó sẵn sàng nó mua. Dạ, rồi mình gửi tiền thêm tiền xăng cho ta. Thì nó chỉ ăn có 10.000 thôi, đây cả ngang á. Nó có 10.000 tiền xe ôm thôi. Mình cần mua gì nên mua nấy, thuốc hay là đồ ăn hay là gì đó. Mà chú ý vào cái thuốc là đa số đó. Từ ngày bệnh giờ là chú ba cảm nhận rất rõ về cái sự sự sinh tử ha. Mấy cháu ở đâu rồi? Tụi con thì ở Đồng Tháp với An Giang, hai anh em ở Đồng Tháp không ạ? Đồng Tháp. Con An Giang. An Giang. Dạ. Sao mấy chú biết tôi về, mấy chú xuống nghe, thăm tôi về? Nghe bạn con giới thiệu. Bạn con giới thiệu. Bạn, dạ. Rồi về đây thì không có đi đâu hết. Ngoài đi bệnh viện ra thì chỉ tối ngày lủi thủi ở nơi này thôi. Đây không tối ngày đây nè chú. Thì đi mua thì chú nói rồi xe ôm, nhờ xe ôm đi thôi. Chứ mình không có đi nổi đâu. Đi ngồi xe ôm đâu ôm được, cũng té. Đi cũng lụm cụm. Coi đi. Như là sống nhờ vào sự giúp đỡ của cô chú anh chị ha. Dạ. Bây giờ chú ba còn thiếu thốn gì không? Thiếu gì? Vật dụng còn thiếu thốn gì không? Bây giờ chú ba chỉ thiếu tiền mua thuốc thôi, chứ gì ngoài ra không có cần thiếu gì đâu. Hiện nay còn nhiêu tiền? Đâu còn tiền gì đâu. Dạ hả? Dạ, không còn tiền nữa. Không còn tiền cho nên bây giờ nó vậy, thế chịu cũng đâu có tiền nhiều đâu. Mình cũng có tiền nhiều cũng nhờ cứu trợ mấy bà con đó. Nói chung là 500-700 triệu thì dùng mua thuốc uống vậy thôi. Đắp đổi ngày nào hay ngày đó ha. Dạ. Chú ba. Thì chú chỉ sống ngày nào hay ngày nấy thôi, chứ bây giờ thực tế thì mình cũng không ước mong mình sống mấy đâu. Chú thứ ba tên Hiệp. Dạ. Là sáu xã Hậu Lộc. Dạ. Dạ. Hôm nay á, con đến đây vào một buổi chiều muộn như thế này. Dạ. Ngang đây đến biết được cái hoàn cảnh của chú ba. Dạ. Tụi con không biết nói gì hơn về cái cuộc sống ở thời điểm hiện tại của chú ba như thế này. Dạ. Chú ba thì nói với tụi con một câu á, làm cho tụi con thấy nó cảm thấy chú ba rất là nhẹ nhàng. Dạ.
về cái chuyện sinh tử nha nhà. Mà tâm hồn của chú ba luôn vui vẻ lạc quan, mặc dù sống ở cái nơi khá là lạnh lẽo như thế này. Ở thì con chỉ biết san sẻ những phần yêu thương của quý Mạnh Thường Quân cho chú ba. Con là người kết nối thôi. Và ngày hôm nay thì con đến đây con thay mặt cho chị Lộc Quyện ở Úc á. Gửi cho chú ba 2 triệu để mua thuốc ha. Gửi lại gửi cho chú một chai dầu của quý Mạnh Thường Quân luôn ha. Tôi xin tôi thứ ba tên Ba Hiệp ở ấp 6 xã Hậu Lộc xin gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp cho tôi cái phần thuốc phần quà, nhiều khi tôi sống được cũng được lâu lâu nữa. Tôi cảm ơn nhà tài trợ với mấy chú đi thiện nguyện giùm cho tôi, cũng cảm ơn mấy chú nhiều. Cái này là uống thuốc được lâu không chú? Cứ tôi mua là cũng như ngày nào mà tôi uống, còn không có thôi mà thường thường mà. Thì cái khoảng này là chú uống cỡ được bao nhiêu ngày? Cái này hả? Nhiều khi nó bệnh chắc uống chắc cũng cỡ 20 ngày, không chừng coi như. Tôi cũng được. Không biết được, nhiều khi mà đi khám chích thuốc nó nhiều thì nhiều hơn. Chứ mình không biết được chú bị nhiều cái cơn bệnh của tôi nó lên, không biết chừng nào nó xuống nào không biết. Cái khoảng này mà chú nói là uống cũng được 20 ngày. Đó là nếu uống cũng được 20 ngày. Nếu uống không, còn ví dụ nó mệt rồi phải chích, cấp cứu gì đó. Thì cái vấn đề đó thì nó cũng không đến đổi là mắc quá. Thì mọi người cũng yên tâm. Thì trong khoảng 20 ngày đó thì cũng rất mong là sẽ có những duyên lành đến với chú ha. Em con thì cũng không biết nói gì hơn. Chú giữ gìn sức khỏe nha chú ba. Mấy cháu đi xe hơi, xe bánh. Con đi ô tô. Xe đâu? Con đậu ngoài đường, đi bộ vô. Mày sao biết được vô đó hay à? Có Dạ có. Dạ thôi chú ba giữ gìn sức khỏe tụi con. Và một lần nữa Vui Hồ cũng chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị quý Mạnh Thường Quân của nhà hảo tâm ha. Xin chân thành cảm ơn chị Lộc Quyện ở Úc đã luôn đồng hành với lại Vui Hồ, cũng như là hôm nay hỗ trích quỹ của chị để hỗ trợ cho hoàn cảnh của chú ba 2 triệu đồng. Cũng như quý Mạnh Thường Quân những hỗ trợ những cái phần quà như là dầu để mà những khi trái gió trở trời có thể sức á. Còn bây giờ thì tất cả anh em xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau ha. Vậy tôi cũng xin gửi lời trước mấy Mạnh Thường Quân với hai chú đến thăm viếng tôi cũng xin gắng cố gắng để sống vượt qua cái trong cái thời gian này qua năm mới coi. Mấy chú thăm cũng mừng quá.